Rồi. Đấy, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta đã bước sang buổi buổi thứ 7 trong tổng cộng là 300 câu khó thuộc N3 của chúng mình. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước sang một phần rất là hay và cũng rất là khó đối với nhiều bạn, đó là những câu mà liên quan đến phần ngữ pháp của N3 nhá. Xin chào mọi người. Chào Vôn Trình, chào Thanh Hợp. Chúng mình đã phát trên cả YouTube và Facebook, bạn nào mọi người có thể xem ở bên nào cũng được nhá. Đúng, hôm nay sớm hơn đấy. Thấy có bạn vừa nhắn đến Facebook bảo là hôm nay 9 giờ Sensei livestream nhỉ. Ừ đúng rồi, chúng ta vào xem đi. Mọi người hôm nay là chủ nhật đúng không? Hôm nay chủ nhật, mọi người, các bạn nào Hà Nội không nhỉ? Hôm nay có ai đi xem cái lễ hội hoa anh đào ở bên Hồ Hoàn Kiếm không? Nay mình đi với Thanh mà chả gặp học sinh nào của Dũng Mô Đi cả. Nhưng mà thực ra đi đi nhưng mà không kịp vào xem vì quá đông người vác cái bụng to đi, chả ai buồn cho mình vào cả. Bật lên đi. Đây. Đây là Facebook rồi. Anh mở thêm một máy tính nữa nữa. Một máy tính nữa. Ừ. Chào tí nhá. Có ai... rồi, xin chào tất cả mọi người. Kaze no Kyoku này, Kaze no Kyoku hay Trang Candy này, Trần Vũ vừa mới tham gia này. Hôm nay các bạn nếu mà muốn bấm like hoặc là tin thì bấm luôn từ đầu nhé. Rồi, Văn Tú Cao nhớ Hà Nội quá này. Bây giờ ở bên Nhật đang bắt đầu nở hoa anh đào rồi, đúng, rất là đẹp. Trời ơi, nhìn ảnh hoa anh đào bên Nhật thì phải gọi là mê ly luôn, đúng không nào? Cục đá lâu rồi mới được xem livestream của thầy cô. Chúc CZ mạnh khỏe, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Nhớ Hà Nội quá hả? Quỳnh Nguyễn hỏi hôm nay CZ có đói không? Hôm nay không đói vì vừa nãy vừa ăn bánh rồi. Tiến Đạt Nguyễn gọi cô ơi gì đấy. Dậy đi cô ơi, chờ một tí, vừa mới bắt đầu đúng không? Hôm nay chúng ta bước sang 15 câu ngữ pháp nhé. Và như thế này này, có một điều đó là những cái ngữ pháp này là những cái ngữ pháp mà bọn mình cho là nó khó thuộc N3. Khó vì sao? Bởi vì là có rất là nhiều ngữ pháp trong này nó nằm trong chương trình của N2 mọi người ạ. Tuy nhiên khó của N3 khi chúng ta chưa biết, nó lại là phần dễ của N2, mà nếu chúng ta chỉ cần biết nó thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được ấy. Đấy, cho nên là nếu mà bỏ lỡ những cái phần này rất là phí. Nên những bạn nào mà kể cả đang học N2 đúng không, chúng ta cũng có thể xem thêm và để chúng ta học thêm nhá. Em sẽ dõi trên YouTube này, Ừ rồi, thế hôm nay chúng ta sẽ phân công thầy Dũng sẽ xem trên YouTube, còn mình sẽ xem các comment ở trên Facebook nhá. Rồi. Hay. Chúc em hoa nở trắng cả dòng sông rồi cô ạ. Mọi người nếu mà có ảnh hoa anh đào đẹp nào thì nhớ comment, chú xong rồi comment vào đây nhá. Đỗ Vinh Quang ở bên đây, Sakura bắt đầu nở rồi. Làm thành ra nhìn bên nhà chút tổ. Hoa anh đào, mùa hoa anh đào rất là đẹp đúng không? 7 giờ rồi vẫn chưa ăn à sensei. Em bé đói đó. Em bé hôm nay ăn rất là no rồi. Ok, hôm nay mình ăn rồi. Mọi người ăn chưa? Ăn chưa, chúng ta sẽ bước vào bài học luôn nhá. Có một điều nó sẽ hơi khác một cái phần, đó là khác với phần những cái phần từ vựng của bọn mình á. Anh mở trang web ra. Thì bọn mình dự định là từ buổi sau á, trước khi vào livestream, bắt đầu livestream như thế này này, thì bọn mình sẽ up trước tài liệu của ngày hôm nay để các bạn để các bạn vào vào làm trực tiếp luôn. Thế xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra kết quả và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại những cái bài học vào những buổi livestream, bọn mình sẽ chữa bài đó nhá. Thì bọn mình up ở đâu? Đó là up ở trên cái trang web Dũng Moody online của bọn mình á. Các bạn có thể vào dũngmoody.com này, xong rồi vào đấy sẽ có một cái phần, bọn mình sẽ up vào một cái phần mà trong chương trình N3 về cái tài liệu livestream. Thì mọi người vào đây nhá. Khi nào mà up lên bọn mình sẽ thông báo trên Facebook được chưa nhỉ? Thì các bạn nhớ theo dõi, sau đó chúng ta sẽ lấy để về làm sau đó thì chúng ta sẽ vào theo dõi những cái bài học này sẽ tiện hơn rất là nhiều, hay hơn nữa, đúng không nào? Bởi vì ngữ pháp thì hơi khó hơn cả từ vựng với cả chữ Hán một chút rồi đúng không? Bắt đầu buổi sau chắc là mình sẽ cho vào đây nhá. Bài chìm này, đây là trước mặt trực tiếp á. Ví dụ bài là trước mà sẽ có kiểu dạng như thế này. Tối nhỉ anh? Đây là sẽ có tài liệu này. Tối nhỉ? Nhá, thì mọi người nhớ vào download làm về trước, xong rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi những buổi học này sẽ hay hơn rất là nhiều. Hiện tại là chưa có nha.
Ừ, khi nào có thì mình sẽ thông báo trên Facebook cả trên YouTube nữa. Trên YouTube thì bây giờ có một cái phần là cộng đồng ấy, thì bọn mình có hay mở ra để hay thông báo trên đấy, các bạn có thể theo dõi thêm. Và đây chỉ cần đăng nhập ngày xưa mất rồi. Là ngày xưa nhìn nó trắng ấy, sáng đẹp này, bây giờ nhìn nó tối tối bẩn bẩn á. Đúng không? Nhìn này. Đặt thêm điện đi. Rồi chờ thêm 1 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay luôn nhá. Bật kiểu gì đi. Tối đúng không? Hơi tối nhỉ? Ok, xin chào 800 bạn ở trên Facebook và gần 300 bạn ở trên trên YouTube. Mất điện à? Sáng hơn tí chưa? Rồi, sáng hơn rồi đấy. Được rồi đấy, được rồi, rồi. Thôi thế thôi. Anh cây cái này đằng sau này, cái cục này. Rồi, nói chuyện một chút, tại sao chúng ta sẽ bắt đầu học luôn nhé. Cái phần mà bọn mình cho vào để phục vụ những cái bài livestream này là phần miễn phí, không cần phải mất tiền để học nhé. Bởi vì bao giờ bọn mình cũng thấy đúng không, sẽ cân bằng giữa cả việc miễn phí và mất phí. Không thể nào mà thầy cô thì không thể nào mà cứ miễn phí mãi được đúng không? Nhưng mà có những cái phần như này mà mình sẽ làm hoàn toàn miễn phí nhá, các bạn có thể tham gia được. Sẽ bắt đầu chưa? Nhưng mà cũng quảng cáo luôn là những cái khóa học N2, N3 online mình tốt lắm đấy nhá. Bằng chứng đó là qua mỗi một đợt thi GPT thì các bạn học qua những cái khóa online thì đỗ rất là nhiều. Nên là cũng không muốn quảng cáo ở trên này, nhưng mà thôi hôm nay quảng cáo một tí vậy. Nhá. Nên là bạn nào mà có dự định là muốn học theo một cái lộ trình bài bản theo kiểu online thì các bạn có thể liên hệ bọn mình nhá. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay nhá. Chưa lên đây này. Chưa lên nhá. Treo vào đây này. Nên mất. Mất gì? Rồi. Rồi chúng ta bắt đầu học nhá. Ok, tất cả là được 1.300 người rồi đây. Wow. Đấy, rồi. Ngữ pháp, xin mời thầy. Hay. Ngữ pháp đợt này thì hơi khó một tí. Đấy thế nào? Bởi vì nó là bài trong cũng khó mà. Ừ. Thanh có nói rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Biết thì sẽ không khó. Thường thì sẽ là L2 tất cả. Đấy nhỉ? Nhưng mà những cái câu này là mình tổng hợp lại trong các đề thi á. Ừ. Để luyện thi của N2, N3. Ừ. Luyện thi của N3. Đấy nhỉ? Thì bây giờ người ta thích trộn vào nhau thôi. Đúng không? Vậy thì chúng ta cùng làm nhá. Đấy. Câu đầu tiên. Kono 1年, hotondo yasumi, nani nani, hataraite, hataraita. Đúng rồi. Những câu như này không biết sẽ không làm được đúng không? Rồi, câu số 1. Nashi de. Câu số 2. Ukkiri de. Ukkiri de. Câu số 3 là uppanashi de, và cuối cùng là o nuki ni shite. Chữ kia đọc là nuki đúng không? Đúng không? Ừ. Anh xem trên YouTube đúng không? Hai. 1 2 3. Đó, 1 3 2 3. Với cả gì nhỉ? Những cái bài mà ngữ pháp thì nó sẽ mang tính chất vừa học và vừa ôn, vừa chữa đề vừa học luôn nhá, coi như là học mới luôn đấy. Bởi vì sẽ có nhiều cái mới mà, nên chúng ta sẽ những cái bài ngữ pháp có thể sẽ dài hơn một chút, các bạn cố gắng theo dõi nhá. Câu 1 nào, cục đá là 3, Quỳnh Trang là 1, Dương Anh 1, rồi. Bình Yên là khó vãi trên xe. Hoài Thương 1. Mà đoàn Hoài Thương này cũng rất là nhớ vì trên YouTube 1 nhiều á. Ừ. 1 cũng rất là nhiều, trên Facebook cũng 1 án rất là nhiều đúng không? Vậy thì đáp án có thể là 1. Ừ. Và đáp án là số 1 luôn. Đúng rồi. Đạt là 3 hả? Vinh là 3. Ừ. Đạt số 1. À đâu, Vinh không phải là 3 mà Vinh. À rồi, chúng ta sẽ dịch câu này trước nhá. Ok. Ừ. Konoi chiren, tức là 1 năm vừa rồi ạ. Đúng không? Konoi chiren, tức là 1 năm vừa rồi thì tôi đã làm việc. Ừ. Hatarayta. Làm việc mà. Mà thế nào đó? Hầu như không nghỉ. Không nghỉ. Nasi tức là không, nhớ chưa? Bằng cái này đấy nhé. Không nghỉ. Được chưa? Thì đơn giản như thế thôi. Mình đấy ska. 1 năm nay thì tôi đã làm việc mà hầu như không có ngày nghỉ nào. Đó nhá. Thì cái danh từ của mình nasi đấy là gì nhỉ? Nasi đấy. Là mà không có cái danh từ đó nhá. Ghi vào nhỉ. Không có cái gì. Chẳng hạn như là các bạn vào quán mì ramen ăn chẳng hạn. Không cho hành anh nhỉ. Đúng không? Hành là negi đúng không? Negi nasi đấy. Đấy chứ nhỉ? Hay là không cho
không cho tỏi vào chẳng hạn, nó niniku naside để chưa nhỉ? Hoặc là dùng từ nukide cũng được anh nhỉ? Một trong hợp đấy, còn thứ hai là nukide này cũng được nhỉ? Ví dụ khi mà vào quán ăn thì chúng ta sẽ dùng như nhỉ? Negi nukide được cả, được chưa? Negi nukide. Niniku niku nukide. Được chưa? Ok. Ok. Rồi bạn. Kiri này là gì cô nhỉ? Cái kiri này nhá sẽ có ba nghĩa mọi người ạ. Nó ban đầu nó là kiri thôi thì anh ghi ra luôn nhá. Một là gì nhỉ? Danh từ cộng với kiri có thể thêm đế này. Kiri. Nhỉ? Kiri có thể thêm đế này. Mở ngoặc ra ngoặc. Thì có nghĩa là gì nhỉ? Chỉ cái danh từ đó, đây nhỉ? Ví dụ futari kiri de, đúng không? Futari là hai người đúng không nào? Futari kiri de. Ít thôi đúng không? Futari kiri đúng không? Ví dụ nhá, futari kiri de hanashiaimashou, đúng nhỉ? Chúng ta chỉ nói chuyện giữa hai người với nhau thôi. Đó. Nghĩa số 2 của nó, đúng nhỉ? Là dùng theo cái dạng là v tạ cộng với kiri, đúng không? Có thể thêm đế nữa. Kiri. V tạ kiri. Thì nó sẽ có nghĩa là kể từ cái lần mà V đấy, động từ đấy thì không thế nào đó. Em đọc ví dụ nhá. Ví dụ là 1 năm mae kare to atta kiri de, ne? Kare to atta kiri de ima atte nai, đấy nhỉ? Kể từ 1 năm mà lần gặp anh ấy thì cho đến bây giờ chưa gặp lần nào nữa nhá. Đấy là V tạ kiri đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta còn sẽ mà khi mà chúng ta một câu của em như thế thì chúng ta có thể ngắt thành hai câu chẳng hạn. Đúng rồi. Ví dụ chúng ta sẽ nói như thế này. 1年前彼と会いました。彼に会いました。それっきりですね。これは、それ。あれですね。これ、それっきりは、あれっきり。これ、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 これ
chưa nói hết. Tức là bình thường là Kitty đúng không nhỉ? Tuy nhiên khi mà sang Văn nói nó sẽ thêm Kitty vào đấy nhá. Đấy nhỉ? Văn nói thì người ta sẽ nói thành Kitty vào đấy. Nếu mà Codex Kitty, Sodex Kitty, Alex Kitty trong cái nghĩa 1 thì là chỉ cái này, cái kia, cái đó. Còn cái số 2 thì sẽ là kể từ dạo này, kể từ bây giờ này, kể từ ngày đấy này, được chưa? Còn một nghĩa số 3 nữa nhưng mà các bạn không cần nhớ nhá. Bởi vì chúng ta sẽ dùng nhiều nhất ở nghĩa số 1 và nghĩa số 2 trong chương trình N3 được rồi nhá. Ok. Okay. Cuối cùng, Upanishad là gì nhỉ? Upanishad này có mình có một cái clip liên quan đến Upanishad rồi. Upanishad là gì ạ? Khi mà một ai đó làm một cái công việc gì đó dở dang, dở dang nhớ chưa? Mà không hoàn thành. Được chưa? Trắng. Ok, mà không hoàn thành kệ nó đi, không chỉnh được. Đây này. Mọi người nhìn thấy mực màu đỏ hơi khó nhìn à? Cái này nó không, anh không lấy được cái này. Anh mới chỉnh được. Thôi kệ nó đi. Thực ra là trung tâm hiện đang có hai cái máy. Một cái máy thì đang bị hỏng. Bình thường mình hay dùng máy đấy. Dạo này phải dùng cái máy này. Không biết phải dùng như thế nào. Mất cái màu như thế nào đâu. Không biết phải đổi màu như thế nào. Nhưng mọi người hiểu câu này chưa? Nhớ nhá. Cái Kitty là một cái nghĩa mà dùng trong N2, N3 rất là nhiều. Các bạn tham khảo thêm nhá. Với hai cái cách dùng như vậy vừa rồi. Rồi, ok, cái từ mà bạn bảo là gần giống mama cũng gần giống thật đúng không nhỉ? Veta Kitty bằng với Veta mama. Gần đang giải thích Panacea đúng không? Panacea là một việc, đó, việc gì đó dở dang đúng không? Ví dụ em lấy cốc nước này ra đúng không? Em uống mà em không thì không cất vào đúng không? Thế bây giờ mình nói Mata okimasu đúng không? Động từ vemasu, nhớ bỏ masu đi cộng với Panacea. Nhắc lại một tí. Vemasu. Bỏ masu đi cộng với lại là cộng với Panacea. Ví dụ Mata okipanasi. Thế này uống xong cứ để đây à? Được chưa? Mà tao kịp panasi. Hay là ai đó quên đồ thì có slip panasi đấy. Đúng rồi. Hay quên đi, đúng không? Hay là trên tàu điện các bạn đi tàu điện mà các bạn không được ngồi chẳng hạn. Các bạn chỉ đứng thôi. Tachi panasi đấy. Hay là tối qua đi ngủ vẫn bật đèn đúng không nào? Nên kiểu tsuke panasi đấy. Nemasta nhá. Đúng chưa? Hay là khi chúng ta bảo đừng có mà thế nào đó. Thằng ấy đừng có mà mở cửa tủ mãi như thế. Đúng không? Thì là gì ạ? Panasi. Cái gì? Nishinai đấy. Được chưa? Ví dụ là Reizoko no doa o akepanasi ni shinai de kudasai. Được chưa? Akepanasi ni shinai de kudasai. Hay là nước chẳng hạn. Em vặn ngoài nước ra mà em không đóng nó vào, đúng không? Thì anh à, ơi Mizuho dashipanasi ni shinai de. Hiểu không nhỉ? Được chưa? Đừng có mở cửa để doa o akepanasi ni shinai de. Đừng có bật điện như thế. Đơn giản lắm nào. Được chưa? Mọi người hiểu chưa? Nhớ nhá. Và tức là giải thích lại như nhé. Này anh học rồi. Thế là
Nuki, nuki đế, vừa nãy có nuki đế rồi, biểu ô ni, nuki ni ste, tức là bỏ qua cái gì đó. Đúng không? Bỏ qua cái gì đó, không cái gì đó. Đấy nhá. Chẳng hạn như là sáng ngày chẳng hạn, mình không ăn sáng. Vì bởi vì trưa nay có buổi party mà, nhiều món ăn, bây giờ nhìn thấy nhiều món ăn quá đúng không? Kê sa, asawa ngô nuki ni ste, dai sekai da, tức là quá là chính xác. Hiện tại giờ chúng ta đang ở bữa ăn trưa đúng không? Có rất là nhiều món ăn ngon vào buổi sáng. Mình đã gì nhỉ? Bỏ cơm sáng rồi đúng không? Asa gohan wo onuki ni shite dai sekai da. Đấy nhỉ? Đấy là một ví dụ, được chưa? Hay là câu ví dụ đơn giản, ví dụ hôm nay là bonen kai, mọi người đi party với nhau à. Kyō wa ano shigoto no hanashi wo onuki ni shite nhá. Kyō wa shigoto no hanashi wo onuki ni shite tanoshimimashou. Ok, chúng ta hãy cùng đúng không? Chúng ta hãy cùng vui vẻ mà bỏ qua những cái câu chuyện liên quan đến công việc đi nhá. Được chưa? Bỏ qua. Được như nào? Ok. Đấy, có gì thế ạ? Đấy, học ngữ pháp thì phải dài hơn một chút, thì phải giải thích rất là kỹ càng như vậy, đúng nào? Tiếp theo câu số 2 nào. Câu số 2. Đọc chữ Hán này không? Lưu ý đây là câu khó. Vừa xem vừa học luôn, đúng nào? Vừa ôn vừa học luôn. Otoshiyori là người già. Sono otoshiyori wa kazoku no nani nani denguan wo kakete kita kakete kita hito ni okane wo torarete shimatta. Ừ. Cá nếu thua lại thì mà tức là bị lấy tiền, bị lấy mất tiền không, bị lấy mất tiền, tức là người già đó đã bị lấy mất tiền bởi ai, bởi một người thế nào đó điện thoại đến nhà và cái gì đó nó đến ngồi cả kể thế tạ, tức là gọi điện đến nhà mình ấy. Này rồi trên có Facebook một... 34 à, trên YouTube 34 nào, trên Facebook nào, Facebook các bạn điền như thế nào? Lê Phú là 1 này, Uyên Mẫu 4 này, Nga Đàm 4 này, Tuyết Yêu Thương 4 này. Đa số đều chọn 4 nhỉ? Ừ. Các bạn chọn 4 vì sao chọn 4 và vì sao chọn 1 đi nhỉ? Chúng ta có thể nói ra lý do vì sao mình chọn được không? Huri, bạn nào đã nghe chưa? Huri oshite. 2, 3, 4 lung tung hết cả liền này. Rồi, út đá tảng nó một từ là từ giả vờ. Ok. Đúng rồi, giả vờ. Nguyễn Thảo ghi là giả vờ ở đây. Anh lại to đi đấy. Yeah, ở trên YouTube có bạn Nguyễn Thảo ghi là giả vờ này. Đúng rồi, trái tim của gió cũng giả vờ là người của gia đình. Đúng rồi. Hai. Tức là bị một người gọi điện đến nhà giả vờ là người của gia đình. Đúng rồi. Đấy, đơn giản. Cách kết hợp của nó đơn giản thôi. Vì nhỉ? Ở đằng trước các bạn chia thẻ thì nhỉ? Thẻ thường hết. Đấy chưa? Cũng có thể là về tạ, về lự, về nay này. Đấy chưa nhỉ? Danh từ thì thêm no, giống dạng như thế này. Đấy chưa? Kazoku no. Giả vờ là gia đình của mình. Đấy chưa? Hay là gì ạ? Giả vờ làm con voi chẳng hạn, đúng không? Hay giả vờ làm con chuột chẳng hạn, đúng không? Nezumi no furi o shita, được chưa? Giả vờ làm con chuột, được chưa? Ok. Koto ni shite iru, koto ni shite iru là diễn tả một cái thói quen nào đó, được chưa? Chúng ta hoặc là đưa ra một quyết định, chúng ta quyết định thực hiện một cái việc gì đó, nhá. Thori, thori là theo như cái gì? Mẫu câu này dễ rồi, nó trong đầu bốn đúng không? Còn cuối cùng là mama đi. Mama để cứ để nguyên như thế đúng không nào? Chúng ta nghe nhiều kono mama để してください. Được chưa? Hai. Hai. Chuyển sang câu tiếp theo nhá. Câu này dịch chưa anh? Câu này dịch chưa? Câu này anh dịch rồi. Người già đó đã bị lấy một người lấy mất tiền đúng không? Bởi một người điện thoại đến và trả vờ là người của gia đình này. Đúng rồi, hai. Ok, được chưa? Hai. Câu này đáp án số 4 đúng rồi nhá. Tiếp theo câu số 3. Ok. Tiếp theo, câu số 3 này. Hai. この用紙用紙cái tờ giấy này đúng không? この用紙用紙用紙tức là cái tờ giấy để mình viết thông tin mà, hiểu chưa?用紙この用紙は必ず黒か青のペンで記入する記入するじゃな記入ゲラジじゃ記入ゲラジ ký niêu là ghi vào. Mọi người biết từ ký niêu là đúng không? Ký niêu là ghi vào đúng nào? Đáp án đều là một hết. Wow. Câu này không biết là mọi người có xem một cái bài về dạy về ngữ pháp của N2 mà mình và thầy Dũng đã phân biệt rất là nhiều về koto và mono chưa nhỉ? Ừ. Koto mono, koto da mono da koto ka mono ka, chưa nhỉ? Ừ. Mấy cái này loạn hết cả lên đúng không? Nào thế thì chúng ta sẽ điền đáp án mới đây. Kono yoshi wa kanarazu kuro ka áo nó pen để ký lưu sử chưa mấy chót ký lưu sử cô tô rồi vì sao vậy cô tô vì sao
Bởi vì câu đồ này nó ám chỉ những cái quy tắc này, đúng không? Luật lệ này, đúng không? Chẳng hạn như là chúng ta ở trong ký túc xá chẳng hạn, người ta đưa ra những cái luật lệ trong những cái bảng luật lệ đấy, bao giờ cũng viết dạng là koto đấy. Nó tương đương với ý nghĩa là nakereba narimasen đây, là phải làm cái gì đó. Được chưa nào? Gần như là cái quy định đúng không ấy, quy tắc. Cái tờ giấy này các bạn phải viết vào đây bằng bút xanh hoặc là bút đen. Để không được viết bằng bút chì chẳng hạn. Thế nào? Như vậy đáp án sẽ là 1 đúng không? Koto đúng không? Khi mà viết những quy định đúng không? Quy định sẽ dùng koto. Mono này là gì? Diễn tả những cái chân lý đúng không? Con người rồi sẽ già đi. Đúng rồi. Được chưa nào? Chân lý như thế. Ai rồi cũng phải lớn lên. Được chưa nào? Hay còn koto ka. Koto ka đứng trước nó thì thường sẽ cộng với lại những cái dạng như là từ để hỏi, nghi vấn từ. Nghi vấn từ. Nghi vấn từ là gì? Ví dụ nan nen này, hay là nan ni chi này, hay là don na ni này, đấy là nghi vấn từ này. Đá đê đê mộ này, đúng không? Ví dụ mấy hơn để là ví dụ như là chúng ta thi tiếng Nhật đúng không nhỉ? Hay không? Lấy vợ đi, lấy vợ hay lấy chồng ấy. Cái ngày lấy vợ lấy chồng đã đến rồi, cái ngày này tôi đã chờ không biết bao nhiêu năm rồi, đúng không nhỉ? Kono hi wa nannen matteta koto ka desu ne. Nannen matte koto. Gần như câu cảm thán của mình ấy, không biết là mình đã chờ ngày này được bao nhiêu năm rồi. Đấy nhá. Còn monoka này là gì ạ? Ám chỉ sự tức giận. Đúng không? Thì không đời nào. Đúng không? Không đời nào tao đến nữa chẳng hạn. Nó bằng nguyện monka trong con nói nó là monka. Nhá. Nido to kuru monka chẳng hạn, đúng không? Tao mà thèm đến nữa, không đời nào thèm đến nữa. Đúng rồi. Được chưa? Có Trinh bảo là thông báo trên máy móc Nhật hay có từ koto, đúng rồi. Các bạn mà xem những cái thông báo hay thậm chí là trên những cái tờ quy định ấy, sẽ có từ koto rất là nhiều nhá. Ok. Các bạn nào có thắc mắc thì xem lại clip nhá. Có trong clip trên YouTube đó. Nhá. Đấy, clip là hai của thầy Dũng và của Thanh. Tiếp theo nhá. Hai. Are, watashi no shusu ga nai. Saki koko ni tenenete no ni. Đấy. Hai. Oitoita. Đi bằng. Oitimita, 3番. Oitimita, 3番. Okikaketa, 4番. Oichatta. Nào, xong rồi đấy, các bạn điền đi. À đấy, 私のジュースがない。さっきここにおい、おい、おい、おいのに。Bình thường chúng ta chỉ cần nói là ôi tà nô ní đúng không? 1, 3, 4 lung tung hết cả lên này. Saki koko ni ôi tà nô ní. Đấy, bình thường sẽ có câu này. Nhưng mà nó trong câu này nó không có từ ôi tà thì chúng ta lựa chọn. Nước hoa quả của mình đâu rồi nhỉ? Vừa nãy mình đã thế nào thế mà bây giờ không còn nữa. Đấy. Để đây, ô cửa là để rồi. Vừa nãy mình để đây rồi thế mà bây giờ không còn nữa. Thế thì chúng ta dùng cái nào trong bốn sắc thái này nhỉ? Toita, vetemita, kaketa hay là chatta? Đáp án số mấy đây? À, có khi 4. Có khi 4 nữa ạ? Hãy tự tin đi, hãy tự tin đi. Một đáp án thôi. Trên Facebook có Lâm Dương 4, Khang Trung 4 này. YouTube. Rõ ràng là mình đã để đây rồi mà. Đúng 1, nào? 1, 1 này. Ok, anh cho đáp án đi. À, chúng ta đang số 1. Đúng rồi, đáp án số 1 nhá. Thế bạn chọn 3 này nhỉ? Đúng rồi. Cái gì, ba là cái gì kakeru là đang làm dở cái gì đó. Ve mask, bỏ mask cộng với kakeru là đang làm dở. Ví dụ yomi kakeru là đang đọc dở. Đang đọc dở, đang ăn dở, tabe kakeru đúng không? Đúng rồi. Hay. Ôi, temita là sai rồi đúng không? Thử làm cái gì đó. Còn hai cái này khác nhau như thế nào? Bây giờ cái từ ôi tôi tạ nó bằng gì nhỉ? Vt oku này nhá. Vt oku. Thấy chưa? Vt oku. Nhưng mà trong mình nói thì chữ T này bên tôi xem mình có một clip đấy làm như làm rồi, nói thôi. Teoku thì nó mang nghĩa là gì nhỉ? Đã làm sẵn, đã để sẵn ở đây rồi. Nó có hai nghĩa, một nghĩa chính của nó là đã làm sẵn, để sẵn. Để trên nào. Nghĩa số 2 của nó là cứ để như thế. Đúng không? Ví dụ koko ni oitoite. Đúng không? Oite thì để đây nhưng mà oitoite này. Được chưa nào? Vete kudasai. Hay, vete kudasai ですね. Hay, còn ôi chắc tạ là khi đó khi là mình làm một cái điều gì đó, lỡ làm một cái điều gì đó rồi, lỡ mất rồi đúng nhưng không? Mà mình trước khi mình đặt đây mình ai tự nhiên mình lỡ đặt đây là sao? Đúng rồi, đúng không? Nó diễn tả cái chủ ý của mình thế nhỉ. Thế câu này sẽ là nước hoa quả của ta đâu rồi, vừa nãy ta đã để sẵn ở đây rồi mà.
Nếu trong trường hợp nước đây em để đây, em bảo đừng để, đừng có để đấy đúng không? Ừ. Ok này đến đấy. À, ôi chắc tạ. Anh để mất rồi đúng không? Đúng không? Đấy cho người sẽ là ôi chắc tạ. Vì em nói đừng để đây sẽ là ôi chắc tạ đúng không? Nhưng mà vừa nãy là bây giờ anh lại để đây rồi. Ôi sắc kì cung ôi tạ. Ôi tôi tạ. Mì dự đi này. Được chưa nào? Ok, đáp án số 1 chúng ta hiểu rồi nhá. Hai. Hai, chuyển sang câu tiếp theo nhá. Ai ok thì thăng câu tiếp theo này. Xem ngữ pháp làm có khá khủng, khá khẩm hơn từ vựng hơn không nhá. Hai, câu số 5. Sono mise nara koko kara 5 jikan. Gì đó? Cái này gì đây? Nhận ra được không? Tsuku desu ne. Tsuku to omoimasu yo. Nếu là cái quán đó thì tôi nghĩ rằng đúng không? Chúng ta đi từ đây sẽ đến đó. Tsuku là tới đúng không? Nếu là cái quán đó tôi nghĩ là từ đây đến đấy sẽ mất khoảng. Từ đây đến đấy sẽ mất khoảng. Tsuku là đến mà. 5 tiếng đồng hồ, ok. Câu này thì dễ quá, phải làm đúng hết đấy nhá. Đúng rồi, mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Ừ. Đàm Duy Hưng 3 này. Hồ Diên Đồng này, 1 này, Ngọc Thanh 3 này. Nguyễn Công Thắng này, ai thi thế hàng à? Không tập trung gì cả. Ừ. Đáp án mấy nhỉ? 1 hay 3? Rồi, 3 hay 1? Hay 2 hay 4? 3 chắc cú luôn, Phạm Đức Thành. Ok, Ngọc Xuyến 3 này. Trên YouTube này, Khối Nguyên Lê Lâm Văn Cường, các bạn chọn 3 hết này. 3 hết đúng không? Nhưng có một vài bạn chọn 1 này, 4 này. 1, 2 là không đúng rồi. Đáp án của chúng ta là? Số 3. Đáp án số 3, đúng rồi. Good idea. Good idea. Hay. Cái này nó ám chỉ về cái lượng, đúng nhỉ? Lượng thời gian, được chưa nào? Bạn nhớ nhá, lượng thời gian. Đúng không em? Ừ. Nên là mình có là gojikan này, từ đại đấy. Được chưa? Còn ở đây chúng ta có gỗ cụ đế thì không có nhé, gỗ cụ đế không nó. Gỗ rộ. À, gỗ rộ đế, gỗ rộ đế không nó. Chúng ta ở đây có gì nhỉ? Từ gỗ rộ ní và gửi đại ní này này. Thì, ừ. Thì nó khác nhau như thế nào? Ừ. À, thứ nhất là Gurai và Goro đúng không nhỉ? Trong trường hợp mà nếu mà trong trường hợp là thêm ní vào cả hai như này, Goro ni, Gurai ni thì nó mang nghĩa giống nhau mọi người nhá. Vào lúc. Đúng rồi. Sẽ diễn tả nghĩa là vào khoảng, vào lúc mấy giờ, diễn tả một thời điểm, đứng trước nó một thời điểm. Ví dụ như là hôm qua tôi đã gì nhỉ? Có câu gì? Giờ học này kết thúc vào khoảng 8 giờ. Ừ, giờ học này sẽ kết thúc vào khoảng lúc 8 giờ thì hachiji goro ni hoặc là gurai ni đấy nhỉ? Hachiji goro ni gurai ni jūgyō owarimasu đấy nhỉ? Giờ học kết thúc vào khoảng lúc 8 giờ. Thế còn nếu mà nó thay bằng cái từ ni kia bằng từ đế hoặc là bỏ từ đế đi thì nó sẽ chỉ dùng trong gurai thôi, là diễn tả một khoảng thời gian này hay một độ dài hay một khoảng cách gì đó đấy nhỉ? Khoảng 5 tiếng đồng hồ nhá, khoảng 5 tiếng đồng hồ. 全部 để ikura desu ka? Nghe con quen nha, 全部 để ikura desu ka? Tất cả là bao nhiêu tiền? Diễn tả gì nhỉ? Lượng đúng không? Ừ. Đấy. Nani de ikun desu ka? Đi bao nhiêu người này? Đấy chứ nhỉ? Đấy. Ok. Ừ. Các bạn hỏi N mấy đây đúng không? Đây là N3 và N2 kết hợp nhá. N3 khó còn N2 thì dễ. Nên cả N2, N3 đều xem được. Ok. Tiếp theo nhá. Đấy, câu tiếp theo này. Mô... Moshikomiso, chữ kia là moshikomiso đúng không? Cái đơn này nhé. Ukechuke no kakariin ni watashite kudasai. Chữ này chữ watasu này đúng không? Watasu. Chữ wa này nó nằm đây này, bỏ lại đi. Watasu. Watasu. Có chữ si thôi, watashi thôi. Ok. Quên mất không sửa cái kia đi. Được chưa nào? Watashite kudasai. Được chưa? Rồi, đoạn mấy nào? Đoạn số mấy nào? Hai, 1 bản, 書いた tổ tàn ですね. 2 bản, 書き終えたら. 3 bản, 書き出したら. 4 bản, 書いたとしたら. Ừ. Đấy nhỉ? Thầy các bạn, cho đoạn đi xem nào. 書いたとしたら. Rồi, anh đọc ra bản các bạn nhé. Này. 1 nhiều hơn 3. 4 thì có 2 cái rồi. Chuyến là 1. 4 lại thêm 2 cái nữa. Một. Trên Facebook đang thấy suy nghĩ à, chưa thấy hiện lên. Nguyễn Vinh 1 này. Sao lại chọn 1 nhiều thế? 2 có 1 à? Veta tố tàn là gì nhỉ? Phải đọc cả câu đi nhé chứ. Ờ.
thế nào đó, viết thế nào đó cái giấy đăng ký này rồi hãy đưa cho người phụ trách ở chỗ quầy tiếp tân đúng không nào? Cái vê tạ tô tan này, thứ nhất ý nghĩa của vê tạ tô tan là gì? Ngay sau khi gì đó sẽ xảy ra một cái gì đó. Tức là ngay sau khi đúng không nhỉ? Ngay sau khi thì đó. Đằng sau đó một cái trạng thái bất ngờ xảy ra. Bất ngờ đúng không? Cái quan trọng là trạng thái bất ngờ xảy ra. Ừ. Còn các bạn xem cái câu này có trạng thái bất ngờ xảy ra không? Ừ. Câu này chỉ đơn giản là sau khi viết xong thì hãy đưa cho người phụ trách thôi đúng không? Hay có một cái câu mà các bạn hay nghe nữa là ngay sau khi chuông reo lên thì học sinh ùa ra ngoài cửa, ùa ra ngoài lớp. Tức là gần như là ngay sau khi ngay lập tức ấy. Hay là vừa mở cửa ra thì con mèo nó lao vào chẳng hạn đúng không? Một hành động bất ngờ xảy ra thế nào? Rồi, thế thì chúng ta sẽ chọn đáp án mấy nhỉ? Đáp án 1 như vậy, nó như vậy là không phải rồi nhá. Rồi. Hai, câu số mấy rồi nhỉ? Đáp án mấy nhỉ? Wisama chắc 1. Vẫn đáp án 1 đấy hả? Đàm Hoài Thương 2, Hà Thị Thu Hằng 4 này. Ok. Rồi. Cho đáp án nhá. Đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Yeah, số 2. Nếu sau khi anh viết xong, hiểu chưa? Hay là sau khi về tà đà, sau khi viết xong, tức là sau khi anh viết xong. Về mas bỏ mas cộng với oe được là gì nhỉ? Làm xong việc gì đó. Bằng với oari mas, hiểu chưa? Ừ. Sau khi anh viết xong bản đăng ký này, thì hãy đưa cho nhân viên ở quầy tiếp tân nhé. Có nhiều bạn dịch, có nhiều bạn dịch cái từ tà đà là nếu như đây anh ạ. Nhưng mà cái từ vê tà đà chúng ta hiểu có rất là nhiều sau nghĩa khi, chúng ta còn dịch là gì? Sau khi viết xong thì hãy đưa cho nhá. Okay. Thế còn số 3 là gì? Vê mas bỏ mas cộng với dashimas đấy là gì đấy? Kakidastara. Bắt đầu đúng không? Bắt đầu viết. Hay là đột nhiên làm cái gì đó? Ví dụ mưa đột nhiên mưa chẳng hạn. Đột nhiên trời mưa. Furidasta. Thế còn tatostara gì nhỉ? Tatostara. Cái câu này là gì nhỉ? Giả sử. Số 4 là giả sử nhá. Vetatostara, giả sử. Tatostara, các bạn nhớ là giả sử là ok. Ừ. Giả sử sau khi anh viết xong thì này, không hợp lý đúng không nào? Nó còn một nghĩa là một khi mà thế nào nữa cơ. Nhưng mà chúng ta nhớ cái nghĩa Vetatostara là giả sử nhá. Okay, như vậy đáp án số 2. Hôm nay có vẻ sai nhiều đúng không? Vì sao? Vì nó khó mà. Nhưng mà chúng ta sẽ học thêm vậy nhá. Thì chúng ta sẽ biết được câu là Kake Oetara. Đúng rồi. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Không khó đúng không nhỉ? Chẳng qua chúng ta chưa biết thôi đúng không? Chẳng qua chưa biết, mọi người chưa biết thì chẳng làm được không? Biết phát thế là lại chọn được luôn đúng không nào? Rồi, tiếp theo. Hai, ano futari no kekkon ga hontou da to. Hontou da to nani nani. Dai niusu da. Đúng không? Vừa coi trước vừa giải thích cái gì đây? Giả sử. Đúng không? Ừ. Cái câu này này xuất hiện. Ai mà nghe kỹ được câu vừa nãy thì câu này điền đáp án đúng luôn. Trong chương trình N2 N3 cả. Các bạn chọn 1, chọn N2 cả. Trên Facebook có vẻ hơi bị chậm thì phải. Toàn 1 và 2 hết kìa. Có một người chọn 3. Ai đây? Thắng Anh chọn 3. Rồi. Xin Nguyễn chọn 3. Trong lúc các bạn chọn là 1, 2 và 4 thì bây giờ lại 3 lại nhiều rồi. Đáp án mấy nhỉ? 3 lại nhiều lên rồi, vẫn lại 1, 2 nhiều. 2, 3 này. Được chưa? Vậy thì đáp án chúng ta sẽ là giả sử. Vừa nãy vừa mới nói veta tostara gì nhỉ? Hay là da tostara cũng được. Ừ, ta tostara. Giả sử như hay là nếu như đúng không? Giả sử như hai người đó kết hôn là điều thật đấy, đúng không? Thì thật là một tin tức rất là lớn, tin hot đúng không? Hot luôn, đúng không? Tin lớn luôn, đúng không? À, chúng ta đã số 3 luôn, số 1 và số 2 thì chúng ta có một mẫu câu cộng với lại cộng thêm một nghĩa là gì? Tố. Cái này trong N3, trong N3. Đấy, được chưa? Tôi yêu tố, tôi yêu ba, tôi yêu tà ra. Thì có nghĩa là gì nhỉ? Danh từ nhá. Danh từ cộng tố, danh từ. Thì có nghĩa là nhắc đến. Thì chúng ta liên tưởng đến một cái đặc trưng của cái nơi đấy. Đúng rồi, nhắc đến đồ ăn của Việt Nam chẳng hạn thì phải nghĩ ngay đến phở đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như là Vietnam no ryori toyeba, Vietnam no ryori toyu to toyitara, đấy nhỉ? Phở de shou, yappari phở de shou. Hay là ví dụ hoa của Nhật Bản, nếu mà nói đến hoa của Nhật Bản thì tất nhiên là phải nghĩ ngay đến gì? Hoa anh đào thì là Nihon no hana toyeba, vân vân, cái gì cũng được nhá. Thì sakura de shou, nè.
世界で一番人気があるスポーツといったら、nói đến cái môn thể thao mà nổi tiếng nhất trên thế giới thì yappari saka desu ne. Yappari saka desu ne. Ok. Ni shite mo, tức là cho dù gì đó, đúng không? Doshite mo. Dẫu cho. Được chưa nhỉ? Ok. Và tiếp theo nhá. Sai chưa? Hai, câu số 8 này. Sakki sensei ni kiitan dakedo, asuta gakkou ni terebi no shuzai ga kuru. Suzai. Suzai ga suru. Những câu này khó của N3 và dễ của và cần phải học của N2 nhá. Ok. Hai. Nào, sakki sensei ni kiitan dakedo, asuta gakkou ni terebi no shuzai ga kuru. Đây, terebi no shuzai, tức là người ta đến quay phim, được chưa? Kakuru, tức là người ta đến quay. TV người ta đến quay, dịch đơn giản như thế thôi. Vừa nãy tôi có nghe từ thầy giáo đúng không? Tôi có hỏi thầy giáo chứ. Kitan sensei ni mà. Đúng không? Sensei ni kitan da kedo. Hả? Vừa nãy mình hỏi thầy giáo thì nghe bảo rằng là ngày mai sẽ có gì đấy? Sẽ có đoàn quay phim đúng không? Đến trường. Thế bây giờ câu này nghĩa là gì đây nhỉ? Chúng ta sẽ chọn cái gì để đi với đuôi câu của nó? Kashira mon ne? Dake? Date? Kashira là gì ấy? Kashira bằng cái kana. Thường là con gái hay con gái hay nói kashira, đúng không? Kashira. Hay có một bài hát này. Anata wa mou wasureta kashira? Em à, em đã quên rồi hay sao? Đúng rồi. Bài hát thầy Dũng cực kỳ thích. Mọi người nếu mà muốn nghe thầy Dũng hát thì nhớ bảo Oishi kana? Oishi kashira? Thường chúng ta nghe các cô, các chị ở bên Nhật hay nói đuôi câu như này đúng không? Kiểu rất là Jōhin. Đấy nhỉ? Chúng ta đang số 4 nhá. Nhiều người chọn 4 mà. Ndatte. Ndatte là nghe nói đúng không? Bảo là đúng không? Nó bằng với so, thì là trích dẫn một nguồn thông tin mà chúng ta nghe được từ đâu đó nhá. Mon ne là gì nhỉ? Desu kara đúng không? Bằng với desu kara. Bởi vì đúng không? Bởi vì cái gì đó. Chẳng hạn như hôm qua chúng mình đi xem phim đúng không? Vào trong rạp xem phim thì thế nào nhỉ? Manseki luôn. Tức là kín chỗ luôn đúng không? Kino wa manseki datan desu ne. Trong bắt đầu em ấy giải thích lý do bởi vì bộ phim đó gì nhỉ? Nổi tiếng. Đúng không? Thú vị hay là bộ phim đó bây giờ đang hot chẳng hạn đúng không? Nhưng mà ichiban ninki ga aru. Aru desu mon ne. Aru desu mon ne. Đó. Aru desu mon ne. Aru desu mon ne. Hay là aru. Aru mon ne. Aru mon ne. Ok. Nó bằng với bởi vì đúng là đuôi câu bởi vì. Thế còn ndake? Hay ndake? Ưn đặc kê là chuyển sang tiếng Việt nó kiểu như là ấy nhỉ. Khi mà mình quên một cái thông tin nào đó, bây giờ mình muốn hỏi lại cho chắc chắn, tự hỏi mình. Hoặc là cũng nói to to lên. Hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ đúng không? Kêu là nan chỉ đặc kê. Thấy chứ nhỉ? Đó, nan yêu bị đặc kê chứ đúng không? Hôm nay ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Mấy từ đấy mình hay nói khoảng nào. Cái này mình mua cái đồ gì đó mình quên mất là cái này bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Hay là tự nhiên gặp một đứa quên mất tên của nó. Ano hito no namae wa nan dakke? Đấy nhỉ? Nan dakke? Này cũng có một cái clip rồi đúng không? Các bạn có thể tìm trên YouTube kênh channel của mình nhé. Ok. Xong chưa? Đang bị xem à? Mọi người có đang xem được không? Sao hình như hơi đơ nhỉ? 1.500 người đang xem. Và gần 400 người đang xem nữa. Gần 2.000 người. Được chưa? Rồi. Ok, tiếp sang câu tiếp theo nào. Có hiểu bài không? Học ngữ pháp mà được nghe thầy giải thích cả bốn đáp án như thế nhớ ra hết đúng không? Hay, câu tiếp theo của chúng ta. Hay, mình sẽ đọc này. Sumimasen ga koko de tan 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 itadaite mo ii desu ka? 1番, matasete. 2番, matarete. 3番, matasarete. 4番, mataserarete. Nào, các bạn cho đáp án nào. Trên YouTube đang nhiều bạn kêu khó đây. Khó thì mới phải học đúng không? Không phải đâu, chưa biết thôi đúng không nào? Hương Giang Dương 1 này, nên mình Trương Vinh 1, Thiết Phạm 1 này. Huỳnh Đoàn Mạnh, Đoàn Thắng, Thanh Trần 4 này. Tôn Trần 3 này.
Khoa Nguyễn 1, 1, 1 A, 1 A, 1 A, 1 A, 4. Yeah. Iniska. Mất thời gian nghĩ đúng không? Như vậy câu này đáp án số mấy nhỉ? Sumimasen ga koko de na 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 itadaite mo ii desu ka? Khi mà xin phép ai đó làm một việc gì đó thì dạng gì nhỉ? Sai khiến. Dạ, sai khiến được chưa? Ừ. Dạ, trong bài 48 chúng ta học rồi á. Ừ. Đúng không? Chính là mẫu câu này rồi. Đây là N4 chứ không phải N2. Ừ. Đúng không nào? N1, N3. Ừ. N3 thì nó có thêm mấy dạng này. Đấy chứ nhỉ? À, đây là N4 lệnh nào là 4 này. Dạng này là dạng bị động này. Matareru tức là Bị chờ. Bị chờ đúng không? Ừ. Đây là gì nhỉ? Cho em chờ có được không khi mà xin phép nó dạng này đúng không? Cho em chờ ở đây có được không ạ? Đúng nào? Đơn giản đấy. Đấy chứ nhỉ? Ừ. Còn hai câu này là giống nhau này. Được chứ nào? Cùng một dạng tức là bị bắt đợi. Đây là thể số 3, số 4 là thể bị động sai khiến nhá. Sai khiến tức là bị bắt đợi. Thì chúng ta dịch đơn giản thôi. Bạn nào mà có người yêu hay trang điểm lâu lâu đấy đúng không? Hôm nào trước khi đi chơi tôi cũng bị bắt đợi cả tiếng đồng hồ đúng không nhỉ? Đúng rồi. いつも 1 時間ぐらい待たされて、1時間ぐらい待たせられてですね。Đây là bị bắt đợi nhá, bị bắt làm gì đó, thể bị động sai khiến. Cũng có một clip như thế rồi, các bạn có thể xem trên YouTube. Nói như vậy thì gần như là những ngữ pháp này bọn mình dạy hết rồi á. Ừ. Mà quan trọng có nhớ được hay không để mà vào làm thôi đúng không? Có thể nhá. Hai. Số 10. この小学校では毎朝子供たちに新聞を読ませる。ねねにしているそうだ。これね、ゼロ。これね、これね、mình có nhắc rồi đấy. Cứ làm thôi. Câu này vừa nhắc rồi á. Có rồi. この小学校では毎朝子供たちに新聞を読ませる何々にしているそうだ。Bạn nào mà xem từ đầu đến giờ thì chắc chắn là phải làm được câu này. Một này. Trên YouTube toàn một thôi. Vì sao một nhỉ? Vì sao một? Một. Trên Facebook Trần Tươi 2. Trên Facebook chả thấy nói gì cả. Im lặng. Facebook im lặng á? Sao Facebook lại im lặng? Không, các bạn là một chắc luôn rồi này. Một chắc luôn này. Hình như trên Facebook bởi vì là nó chậm hơn á. Một chắc luôn, đúng rồi. Con này một chắc luôn. Chắc luôn đúng không nào? Ngay từ đầu thì chắc luôn đúng không? Toàn một. Con này diễn tả cái thói quen đúng không? Đúng không? Cái quy định nữa. Quy định diễn tả một cái thói quen mới quy định. Bắt học sinh đọc báo, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Nghe nói rằng đúng không? Nghe nói rằng ở trường tiểu học đó, đúng không? Họ thế nào? Họ thực hiện cái thói quen hay thực hiện cái quy định rằng là sẽ bắt bọn học sinh mỗi sáng đều phải đọc gì nhỉ? Đọc báo đúng không nào? Được chưa? Được chưa? Câu này dễ rồi nhá. Cái ha dự này dễ rồi đúng không? Ha dự là chắc chắn. Chumori cũng dễ rồi đúng không? Chumori là gì? Dự định là một điều gì đó đúng không? Còn wake thì mình có cả một bài wake trên mạng rồi. Được chưa? Các bạn có thể xem wake đấy. Được chưa? Tìm đánh chữ wake là một loạt giải thích đầy rồi đấy. Ok. Rồi. Chuyển sang câu tiếp theo nhá. Hai, câu số 11. Restaurant ni yoyaku no denwa o shita. Nenene. Mo seki ga nai to iwareta. Câu này loại trừ 3 đáp án, chọn được 1 đáp án. Một đáp án mà đôi khi chúng ta chưa nghe bao giờ. Đúng không? Một đáp án có thể là chưa nghe bao giờ chẳng hạn. Bạn nào chọn đáp án thì chọn ra. Còn bạn nào mà không biết chọn đáp án nào thì có thể bấm like hoặc là bấm thả tim cũng được. Câu này khó thế nào? Câu 44 nhỉ? Ừ. Nhiều 4 quá. Câu này khó thế nên tôi 4 này. 3 thì có 1, 2. 2 cũng quá, chỉ có 1, 2 người chọn 2 thôi. Nó toàn 4 hết. Tại sao lại là 4 nhỉ? Mình thấy rất là nhiều người, nhiều bạn chọn là 4. Tại sao là 4 nhỉ? Chúng đúng ta rồi, nghe được Tokoro chưa? Ừ. 4 trong trường này sẽ bằng Toki nhé. Veta Tokoro. Veta Tokoro bằng Toki. Đúng nhỉ? Veta Toki đấy nhé. Khi tôi, nhớ chưa? Khi tôi, đúng nhỉ? Khi tôi gọi điện đến quán ăn, nhà hàng để đặt chỗ đúng không? Yoyaku để đặt chỗ. Gọi điện đến đặt chỗ ở nhà hàng thì người ta, bảo rằng tôi qua thì tạ bị người ta nói rằng đấy thì người ta bảo rằng hết chỗ rồi anh nhá đúng không? Mua seki ga nai được chưa? Còn cái câu này cho nô đế vào nghe nó không hay không hợp lý rồi đúng không? Nô đế là bởi vì đúng không? Bởi vì đúng không? Còn gì đây? Nara nếu là không phải rồi. Ta nara. Kawari ni là một mẫu trong N3 đúng không? Kawari là thay cho được chưa?
chẳng hạn như là hôm nay cô Thanh sẽ dạy cho tôi chẳng hạn, dạy thay cho tôi. Thanh sensei watashi no kawari ni Thanh sensei ga osieru, đúng không ạ? Lê Thái, ngữ pháp này trẻ con nó cũng biết. Này dễ rồi đúng không? Thật á? Ông chém gió à. Tiếp theo. Đấy, con tiếp theo này. Đấy. Yuzin wa kai dai mono ga aru kara chotto mattete. Chotto mattete do itte konbini ni. Điên gì? Ở chỗ này mate ite đấy nhé. Nhưng mà trong văn nói người ta sẽ bỏ chữ i đi. Mate te, ok. Mate te. À bây giờ các bạn nghe nhiều đúng không? Mate te, đúng không? Đấy, câu số 1. Hai tịch ta. Hai ri, hai ri đa sta. Ok, là hai tịch ta và hai ri hai dì mê ta. Đang chém nhau giữa 1 và 3 này. 1, 3, 3, 3, 3, 3. Ba nhiều hơn này. Hình như mọi người comment nhiều quá không đọc được hết, nó đã trôi đi tận đầu ấn đâu ấy. 3 3 3 1 1 này. Được chưa? 1 3 4 lung tung hết cả lên đây này. Đây, 3 sai em đi ngủ luôn này. Thế nhỉ? Ai 3 sai đi ngủ luôn đấy. Đấy, 4 cười đi em. Cười đi em 4, Ngọc Linh 1. Chết rồi, sao? Câu này là câu dễ nãy mà sai á. Hay, chúng ta sẽ có đáp án là gì? Đáp án là đáp án số 3. 3, hay. Tức là hai thằng này đang nói chuyện, nhớ chưa nhỉ? Thằng bạn nó bảo là gì? Nó nói là gì nhỉ? Bởi vì ta đi mua cái đồ tao muốn mua một tí này là đứng đợi đây nhé. Tao có vài thứ tao muốn mua đúng không? Rồi hắn đi vào trong. Nó nói xong và nó đi. Đi 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 mất luôn đấy. Đi mất, đúng rồi. Đi vào trong comedy đấy. Ừ. Thì sẽ là hai tịt tạ. Đúng nhỉ? Rồi. Nó đi từ chỗ của mình đi ra chỗ khác, nó rời xa mình đúng không nhỉ? Đúng rồi. Còn hai tịt tạ thì ngược lại nó phải đi đến chỗ mình chứ. Đúng không? Ví dụ bây giờ nó từ trong quán ra thì mới là dùng câu này được. Đúng không? Nếu mà dùng từ hai tịt kuru. Ite kuru. Ite kimasu. Chưa là sai. Hai, yo ma. Hai đi hajime tạo là không phải rồi đúng không? Về mask, bỏ mask của mấy hajime được là gì? Bắt đầu làm gì đó. Mình bắt đầu vào quán là không phải. Đấy, hai tịch tạo, được chưa nào? Câu tiếp theo nhá. Vậy nên mình cũng đọc nhá. Haha wa ichimo kazoku ni wa nanana no gohan wo tamete moraitai to itte iru. Dạ. Ichiba. Chữ Hán này nó đọc được không nữa này. Chữ này là gì đây? Thaki ですね. Thaki kake. Dạ. Thaki tức là nấu cơm ấy, gohan wo thaku nấu cơm ấy, được chưa? Thaki tate ですね. Tiếp theo. Thaki panasi và taita totan. Được chưa? Taita totan. Bạn nào học rồi là làm được ngay rồi đúng không? Câu này mà biết rồi sẽ rất là dễ đúng không? Không hiện lên trên gì? Trên Facebook không hiện lên kịp. Hiểu vào YouTube đi. YouTube là 2, wow. YouTube nhờ. Toàn 2 hết. Tao học xem hết YouTube thường chăm học hơn đấy. Tao chúng ta là số 2 luôn. Anh thiên vị trên YouTube hả? Trên Facebook các bạn đúng nhiều mà toàn 2 hết này. Tức là gì nhỉ? Về mắt sự, bỏ mắt sự đi. Đúng không? Cộng với lại là tate đúng không? Tate là gì nhỉ? Vừa mới cái gì đó. Đúng không? Cơm vừa mới chín chẳng hạn. Này, gohan này đấy. Thì là gì nhỉ? Taki tate no gohan. Cơm vừa mới thổi chín xong. Được chưa? Thổi chín xong. Dịch cả câu này sẽ là gì nhỉ? Mẹ tôi nói là đúng không? Lúc nào cũng muốn người trong gia đình của chúng ta ăn được những gì nhỉ? Những cái miếng cơm gì nhỉ? Mà cơm vừa mới nấu chín vừa xong. Mới nấu chín xong. Cơm nóng hổi cơm á. Nóng hổi. Gì cả cơm nóng hổi đúng không nè? Ừ. Muốn mọi người ăn cơm nóng á. Ừ. Được chưa? Rồi. Câu này 2 đúng nhiều đúng không nhỉ? Nên câu này chúng ta mà biết là chúng ta sẽ chọn được luôn đáp án 2 đúng không? Còn nếu mà đi thi không biết câu này rất là tiếc. Tại câu 3 vừa nãy giải thích rồi đúng không nào? Còn câu số 3 Panasi kia là gì nhỉ? Thổi suốt mãi gì à? Cơm cứ thổi như thế mà không ăn là không ăn đúng không? Ừ. Hay, in this car. Câu tiếp theo này.
Hai, kono sashin shu. Kono sashin shu. Boku ga zutto sagashite ita mono ra. Sagasu desu ne. Sagasu. Sagashite ita mono ra. Nam doi do. Sagashite ita mono ra. OK. Hai. 1 番こそ、2番しか、3番だけ、4番ばっかり。写真集なんこんじえ。quần album ảnh. Ừ, quần album ảnh. Được chưa? Hay cái tập ảnh này, tập ảnh. Gọi quần album cho dễ đúng không? Ừ. Một cả na, ichi cả na. OK. Ta đã bán nhé. Trên YouTube là một nhiều lắm. Chờ các bạn trên Facebook làm nè. Lại sai nghỉ nè này. Trên Facebook, à trên YouTube tầng 1 mà. Các bạn chọn 4 nữa. Nhưng mà đang nó là đang số 1, được chưa? Ừ. Chính cái cuốn album này hay là chính cái tập ảnh này, được chưa? Nó là thứ mono này nè, nó là thứ mà tôi thế nào? Tôi đã tìm nó suốt, được chưa? Tìm kiếm bấy lâu nay đúng tìm không? Tìm kiếm bấy lâu nay, được chưa? Hay nên là gì nhỉ? Cô sộ chính là cái gì đó có mẫu câu rồi đúng không? Shika thì mẫu câu đằng sau nó phải cái gì đó nai đúng không nào? Chỉ cái gì đó, được chưa nào? Bakari thì có mấy loại đấy, toàn hay là suốt cái gì đó, được chưa nào? Hay dake là chỉ rồi. Hay câu cuối cùng nhá, câu cuối cùng của chúng ta trong câu cuối cùng của chúng ta trong bài hôm nay đó chính là câu số 15. Nghe thấy Dũng oải rồi, trông mắt buồn ngủ kìa mọi người. Câu số 15 của chúng ta chưa buồn ngủ. Hôm nay không ngủ chưa? どちらもいいホテルですが、ですね、場所の便利さ、だねだ、ほんやらら、A ホテルの方がおすすめです。うん、はい、1番と思えば、2番に よれば、ですね、に対しては4番からというと、ね、からというと、あ、これはんじゃ。Có đáp án chưa nào? In desu ka? Không, trên Facebook chậm nhỉ? Ừ. Bạn nào đang hỏi phiên bản của mình? Ai, mẹ xá? Đó rồi, 1, 2 Học cùi 1, 4, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3 Câu này khó à? Câu này khó à? Ai nhiều? Tại vì mọi người chưa biết á. Ừ, đúng rồi, chưa biết thì khó. Nhưng mà ngay sau đây khi mà được giảng giải ra thì thấy rất là dễ. Ừ. Chưa thấy nhiều đáp án đúng lắm nhỉ? Toàn 1, 2, 3, 4 này. Đấy. Câu số 1 là nếu nghĩ. Được chưa? Tôi ổn môi ba. Nếu nghĩ, cho rằng. Ừ, nếu nghĩ, nếu cho rằng cũng được. Câu số 2 là ní vô đề ba, tức là theo cái gì đó. Ừ. Mức khắp trong N4 học rồi, đúng không? Theo như một nguồn thông tin nào đó, ừ, đúng không? Ní thai sen, tức là đối với. Ừ. Thì chúng ta thử xem dịch câu này như thế nào. Còn câu cuối cùng, câu số 4 là xét về mặt. Ừ. Câu này nhá. Ừ thì cái khách sạn nào cũng là khách sạn tốt, đúng không? Nhưng mà thế nào đó về mặt tiện lợi của địa điểm chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì chúng tôi khuyên là các bạn nên chọn là khách sạn A. Ô sư sư mê là khuyên nhủ, khuyên đúng không? Ừ. Đấy, thì chỉ là xét về mặt tiện lợi, đúng không? Xét về mặt tiện lợi của địa điểm á. Ừ. Đúng không? Và số địa điểm của địa điểm đó thì chúng tôi khuyên nên anh nên chọn khách sạn A. Thì... chúng ta đang số 4. Đúng rồi. Thì cái mẫu của nó sẽ là danh từ cùng với karayuto nhá. Ừ. Được chưa nào? Danh từ karayuto. Rồi, xét về mặt này đúng không? Xét về cái sự tiện lợi của địa điểm chẳng hạn đúng không nhỉ? Nó ừ. giao thông thuận lợi không này? Ừ. Hay là ở đấy nó có đẹp không này? Đúng không? Dạ, tôi mời bạn nếu mà nghĩ thì cái gì đúng không? Đúng rồi. Y tôi mời bạn, y des. So des ne. Nếu nghĩ nó tốt thì nó tốt. Ừ. Đúng không? Và ngoài ra cái từ mà karayuto nó còn đi với cái cách sử dụng là gì nhỉ? Nếu như theo như cái lập trường cái quan điểm của tôi chẳng hạn, watashi no tachiba kara yuto, nếu mà nói từ cái quan điểm lập trường của tôi thì thế này này này. À mẫu đấy, mẫu kara yuto ですね. Ừ. Danh từ kara yuto hoặc là còn dùng danh từ kara ieba ですね. Nói tóm lại là các bạn học N3 nên học hết N2 đi.
N hai có một hẳn một cái gì à? Cái clip tổng hợp N hai đấy, xem qua thì là nhớ. Ừ. Được chưa? Rồi, hôm nay chúng ta bước sang phần ngữ pháp rồi đúng không? Buổi đầu không biết mọi người thấy nào. Mình tin rằng học những cái như thế này thì giúp các bạn nhớ lại rất là nhiều, ôn lại rất là nhiều đúng không? Ừ. Thì giống như mọi lần đúng không? Chúng ta chuẩn bị kết thúc buổi học hôm nay ở đây rồi. Mỗi ngày chỉ 15 câu cho thầy Dũng đỡ mệt. Nhìn thầy tội quá đấy. Không có vấn đề gì đâu. Đấy. Các bạn nhiều đông người xem như này mình rất là thích. Ừ, thì đông người cổ vũ như thế này cơ mà. Thường là cứ trung bình là cứ 2.000 người trong một buổi livestream này xem thầy Dũng đang dạy đúng không? Ok, và nếu như mọi người thích những bài giảng như này nhớ like, share và bấm tin cho thầy Dũng nhé. Ừ, bấm tin cho cô Thanh nhé. Ừ. Ok. Ok, được chưa? Ừ. Hai, hôm nay lịch học à, mọi người nhớ nhá. Mà các bạn nhớ xem những cái bài đăng của mình, bởi vì bọn mình sẽ thông báo là hôm nào thì chúng ta vào trước cái trang web và làm trước bài tập đi, xong rồi sẽ theo dõi nhá. Theo dõi để cho nó tiện hơn đúng không? Làm trước xong rồi vào học sẽ tiện hơn rất là nhiều đúng không? Lịch sẽ là 7 giờ tối hàng tuần. 7 giờ tối giờ Việt Nam vào tối thứ năm và tối chủ nhật hàng tuần. Trường Toto Vinh không biết tuần sau cô sinh chưa đây. Thực ra thì hy vọng là vẫn được nghe cô Thanh giảng thêm một hai hôm nữa đúng không? Mình cũng mong ngóng lắm rồi. Bây giờ em bé đòi ra một phát là có phải là sướng không? À. Được chưa? Hai người xa. Kiều ạ, ご清聴ありがとうございました. Ok. Hai. Hai, また. また来週の木曜日会いましょう. Ok. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người nhé, ở trên cả YouTube và Facebook nhé. Ừ. Tiếng ấy. Đây là trên Facebook à. Ờ, trên Facebook.